vị trí cực kỳ tiềm năng nằm ngay mặt tiền đường Nguyễn Thông, bán đất mà còn kèm sẵn căn nhà cho anh chị. Và ngay cái vị trí này nè, anh chị có thể dùng để ở hoặc là đầu tư kinh doanh, rất là thích hợp luôn nha anh chị. Xin chào anh chị đã quay trở lại với kênh của anh Hiệp, và hôm nay lại tiếp tục đi quay để gửi đến cho anh chị một cái sản phẩm mà em đánh giá cực kỳ tốt, cực kỳ tiềm năng luôn nha anh chị. Nằm ngay mặt tiền đường Nguyễn Thông, vị trí cực kỳ là đắc địa luôn nha anh chị. Và hiện tại thì em đang đi quay thực tế, thì anh chị cũng biết ngay mặt tiền đường thì giờ này là buổi sáng anh chị, mà cuối tuần nữa thì đương nhiên cái đường Nguyễn Thông này nếu mà anh chị đi thẳng ra là mình sẽ ra được ngay chỗ đường Nguyễn Đình Chiểu, ngoài đó được mệnh danh là thủ phủ du lịch ở thành phố Phan Thiết đó anh chị. Mà hôm nay cuối tuần thì cái lượng xe đi ra ngoài đó rất là đông, cho nên nếu mà trong video nó hơi ồn thì anh chị cũng thông cảm bỏ qua giùm em phút này nha. Thì để trước khi mà chia sẻ cụ thể chi tiết về cái căn nhà ngày hôm nay cho anh chị, thì em cũng xin phép chia sẻ tí xíu về cái bối cảnh xung quanh khu vực này ha, để những anh chị nào mà mình ở xa thì mình xem video thì mình có thể biết được cái xung quanh đây nó có những gì. Thì đây, lô đất nằm ngay mặt tiền đường Nguyễn Thông, và trước mặt em đây nè anh chị, nếu như mà đi theo hướng này thì anh chị đã có thể về lại tới trung tâm thành phố Phan Thiết. Và ngay trước mặt em là cây xăng nè anh chị, ở bên đây thì những hàng quán ta kinh doanh rất là nhiều luôn. Còn nếu như mà anh chị đi thẳng theo hướng trước mặt anh chị đó, thì anh chị đi thẳng tí xíu khoảng 1 km thôi anh chị, ngay chỗ đó anh chị sẽ gặp một cái vòng xoay. Nếu như mà anh chị đi thẳng sẽ đụng cái đường Nguyễn Đình Chiểu, thì ngay cái con đường Nguyễn Đình Chiểu đó thì nó là thuộc phường Hàm Tiến. Thì anh chị cũng biết phường Hàm Tiến là một trong những cái thủ phủ du lịch, thủ đô resort ở Phan Thiết rồi. Thì ra đó anh chị sẽ nào là những cái resort như The Clip hoặc là Busanu, rồi nói chung rất là nhiều anh chị. Ở ngoài đó còn có cái bãi tắm công cộng là bãi đá ông Địa cực kỳ đẹp luôn. Còn nếu như gặp cái vòng xoay đó mà anh chị rẽ theo hướng bên kia là cái con đường đó là con đường 706B, thì chạy ra đó là anh chị sẽ gặp được trường đại học Phan Thiết nè, rồi lâu đài rượu vang nè, rồi ngoài ra còn có cái Summerland nữa anh chị. Và cái con đường đó nếu như anh chị chạy thẳng là anh chị sẽ ra con đường Hòa Thắng, đó là cái cung đường biển đẹp nhất ở đây nha anh chị. Thì nói tóm lại cái bối cảnh xung quanh đây em chia sẻ chút xíu vậy cho anh chị để anh chị nắm được thông tin những tiện ích ngay từ những cái phút ban đầu thôi. Và bây giờ theo cái mô típ mà từ trước tới giờ bên em làm thì em cũng xin chia sẻ về cái giá, cái diện tích cũng như cái vị trí của cái lô đất ngày hôm nay đến anh chị luôn ha. Thì lô đất ngày hôm nay của chúng ta đã kèm sẵn nhà nha anh chị, và nó nằm ngay mặt tiền đường Nguyễn Thông thuộc phường Phú Hài, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Và cái diện tích của lô đất ngày hôm nay là 282,6m² sẵn thổ cư, và còn kèm cho anh chị thêm một căn nhà cực kỳ khang trang luôn. Thì cái giá bán cho cái lô đất này đó là 9 tỷ cho anh chị. Và nếu như anh chị xem tới đây đang phù hợp với cái nhu cầu mà anh chị tìm kiếm á, thì bây giờ anh chị hãy cùng em sẽ vào ngôi nhà để em có thể quay sơ cái bối cảnh trong nhà để anh chị có thể xem. Nếu mà đúng nhu cầu anh chị hãy gọi điện thì bên em sẽ hỗ trợ và tư vấn anh chị nhé. Rồi bây giờ hãy cùng em tiến vào ngôi nhà để em chia sẻ chi tiết phía trong ngôi nhà có những gì nhé anh chị. Đi thôi. Hiện tại thì em vào tới nhà rồi anh chị. Thì nè, như anh chị thấy ha, nhà của chúng ta hiện tại là đang có một trệt một lầu nha anh chị, gồm 4 phòng ngủ, 5 toilet. Và ở đây nhà cực kỳ khang trang luôn anh chị. Mình mua thì có thể dọn vào và ở liền luôn. Cái này tiết kiệm cho anh chị cái phần chi phí xây dựng rất là nhiều luôn nha. Còn nếu như mà những anh chị mà mình vào đây mà mình muốn để có muốn thay đổi chút xíu theo nhu cầu của mình thì mình cứ thay đổi, nhưng mà nó tiết kiệm cho anh chị rất là nhiều chi phí xây dựng luôn nha. Rồi bây giờ theo em nha, em sẽ dẫn mọi người ra phía sau để xem thử ngôi nhà đang có gì nha anh chị. Rồi đây anh chị. Trước khi tiến ra thì em sẽ cho anh chị xem ở ngoài đây nè anh chị. Đây nha anh chị, ngay chỗ này sẽ là nếu như anh chị mà mình có ô tô á, thì mình đã có sẵn gara xe, đậu xe ô tô cho mình luôn. Rất là tiện lợi luôn anh chị. Xe ô tô, xe máy đây có sẵn gara, rất là thuận lợi cho anh chị luôn. Ngay mặt tiền đường nữa, mình chạy về mình quẹo vô một cái là có chỗ để xe. Còn bên đây nè anh chị, đây là có sẵn cái hồ cá mini cho mình luôn. Cái này những anh chị nào mà thích cây cảnh, thích sân vườn á, thì em nghĩ nên xem xét. Rồi bây giờ hãy cùng em tiến ra phía sau nha. Phía sau cũng có cái cảnh rất là chill luôn. Ở đây là tầng ở dưới nha anh chị, gồm có 2 phòng ngủ. Đây là một phòng nè anh chị.
Rồi tiếp tới đây nó sẽ là cái gian bếp nha anh chị nha. Thì bếp rồi nói chung là rất là khang trang luôn. Nói chung ở đây nãy giờ em nhìn cái gì cũng còn mới toanh luôn anh chị, nhà rất là mới luôn. Đây là cái phòng ngủ thứ hai. Thì như lúc nãy em nói dưới lầu thì mình sẽ có hai cái phòng ngủ ha anh chị ha. Với những anh chị nào mà mình thích chiêu chiêu, mình thích về cây cảnh hoặc là nuôi cá thì ở đây bên đây còn có thêm một cái hồ cá, nói chung là đã có sẵn cho mình luôn rồi ha, đẹp lắm anh chị. Rồi cây cối này kia nói chung ra đây mát lắm. Bên đây còn có sẵn bộ bàn ghế đá để cho anh chị mình có thể ngồi đây mình nhâm nhi uống ly trà cà phê rồi mình xem cá, mình ngắm cây cảnh ha anh chị. Còn không thì mình mua thêm vài con chim gì, mình mua cái lồng mình để cho nó hót cho nghe vui tai nhỉ. Rồi nói chung ở cái phòng phía dưới nó như vậy thôi nha anh chị. Và hiện tại nhà chủ người ta đang ở đó anh chị, cho nên em chỉ có thể quay sơ cho anh chị xem thôi chứ không thể nào mà quay chi tiết được. Và cái phần ở phía dưới này tầng trệt đó là có hai phòng ngủ, và ở trên lầu cũng sẽ có hai phòng ngủ nha anh chị. Và đây là lúc nãy em quên, đây là cái phòng khách của mình nha anh chị nha. Nhà ngay mặt tiền đường, thí dụ bạn bè tới chơi rất là dễ tìm luôn ha anh chị. Thả cái ghim cái ngay mặt tiền đường rồi tới phòng khách ngay cửa vừa bước vô luôn. Nhưng mà từ từ nha, nói khúc này cái anh chị nhìn qua là cũng thấy đây bàn ghế này kia, ở đây chủ chúng ta xài đồ cổ thôi, cho nên cái vấn đề nội thất á anh chị thì khi mà đi thì người chủ người ta sẽ đem đi, những cái mà giá trị thì người ta sẽ đem đi nhanh vậy. Cho nên cái này em cũng nói sẵn trong video để cho anh chị nào đang có nhu cầu muốn mua thì mình biết thêm ha. Rồi bây giờ đã xong cái phần tầng trệt nha anh chị, bây giờ em sẽ dẫn anh chị lên trên lầu ha, để mình xem ở trên đó có những gì. Rồi đây nha anh chị, bây giờ là em đang lên lầu và ở trên lầu mình vẫn đang có hai phòng ngủ nha anh chị. Và lúc nãy phía dưới em cũng đã có báo cho anh chị về cái vị trí, cái diện tích cũng như cái giá của cái căn nhà này rồi. Thì bây giờ khác cái mua đâm những lần trước tí xíu thì hôm nay bên em bán thì bên em sẽ đưa luôn cho anh chị liên hệ luôn với chính chủ của căn nhà nha anh chị, để những anh chị nào mà thiện chí á thì mình có thể gọi điện trực tiếp cho chủ. Và em bật mí cái nha, chủ căn nhà này cực kỳ dễ thương luôn anh chị, cho nên nếu như mà anh chị nào mà thật sự thiện chí nha thì em nghĩ mình rất dễ dàng trong cái việc mà giao dịch nha anh chị. Và em cũng xin đọc số điện thoại của anh chủ để mình có thể tiện mình gọi điện để mình giao dịch nha. Nếu như anh chị quan tâm thì số điện thoại là 0387973040. Và nếu như những anh chị khách hàng mà đang xem mình đang có nhu cầu muốn mua thì mình cứ liên hệ với anh chủ số điện thoại em vừa mới đọc, thì anh chị thiện chí gọi điện thì mình sẽ trao đổi với chủ nhà nó dễ hơn ha. Rồi tiếp tục, đây là phía trên lầu nha anh chị. Phía trên lầu thì mình cũng đang có hai phòng ngủ và trên đây cũng có toilet luôn nha anh chị. Ở đây tiện một cái là mỗi phòng ngủ là sẽ có một cái toilet ở trong phòng, cho nên rất là tiện lợi cho mình luôn. Rồi ở đây có ban công nè anh chị, rất là mát ha. Tối tối thì mình có thể ra đây để mình hít thở không khí trời ha anh chị ha, mát lắm. Phía bên đây mình cũng đang có cái ban công nha anh chị. Và cái ban công này nếu mà anh chị đứng đây thì anh chị có thể thấy ngay phía dưới đường luôn nè anh chị. Ra đây với em nha. Đây anh chị, mình đứng đây là mình đã có thể thấy được cái con đường Nguyễn Thông nè anh chị. Đứng đây mình có thể thấy nè những cửa hàng tạp hóa người ta kinh doanh rất là nhiều luôn. Và ngay mặt tiền đường, nếu như mà anh chị mua cái lô đất này đã kèm sẵn căn nhà cho mình nữa thì anh chị ngoài việc để sinh sống ra thì mình cũng có thể đầu tư kinh doanh, mở một cửa hàng tạp hóa hay là gì, hoặc là mình kết hợp cả hai đều được nha anh chị. Như ở đây nè, anh chủ đang vừa sinh sống và vừa kinh doanh đó anh chị. Thì cái này là tùy vào nhu cầu của anh chị thôi ha. Rồi thì nói chung cái sản phẩm ngày hôm nay nó cũng chỉ có như vậy thôi nha anh chị. Thì em cũng chỉ quay cái chi tiết nó như vậy thôi. Còn nếu anh chị nào quan tâm á thì anh chị có thể liên hệ tới số điện thoại của anh chủ. Và bây giờ em cũng xin phép chia sẻ lại cái vị trí, cái diện tích cũng như cái giá bán để anh chị nắm lại một lần nữa ha. Thì cái lô đất ngày hôm nay của chúng ta nó nằm ở phường Phú Hài, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Và nó nằm ngay mặt tiền đường Nguyễn Thông nha anh chị nha. Và cái diện tích là 282,6m², sẵn thổ cư và kèm thêm cho anh chị một căn nhà cực kỳ khang trang luôn. Nói chung là kiểu như là cái biệt thự mini á anh chị, đẹp lắm. Và cái giá bán là 9 tỷ nha anh chị. Và nếu anh chị quan tâm thì hãy liên hệ tới số điện thoại của anh chủ nha, đó là
0387973040. Và trong năm mới, trong năm nay thì bên công ty em vẫn đang có những chương trình hỗ trợ khách hàng. Và mặc dù cái sản phẩm ngày hôm nay bên em để số điện thoại của chính chủ, để anh chị nào mà thiện chí thì mình cứ gọi tới số điện thoại chính chủ để mình làm việc ha. Còn nếu như mà trong quá trình mà anh chị giao dịch, nếu như mà anh chị có những cái vướng mắc, có những cái lăng tăng gì về thí dụ như sổ sách pháp lý giấy tờ, thì đương nhiên bên em vẫn luôn hỗ trợ anh chị. Cho nên anh chị cứ yên tâm về vấn đề này, chứ không phải là đưa số điện thoại của chủ lên là bên em không có trách nhiệm gì hết. Thì anh chị cứ yên tâm nha, châm ngôn của bên em đó giờ vẫn luôn là hỗ trợ anh chị trước, trong và sau khi bán. Nếu như những anh chị nào mà thường xuyên theo dõi kênh của anh Hiệp thì anh chị không có lạ gì về cái vấn đề này nữa ha. Thì em cũng nhắc lại cho những anh chị nào mà mới xem kênh của anh Hiệp thì anh chị có thể biết được những ưu đãi mà bên công ty mà anh chị thụ hưởng được khi mà anh chị mua bất động sản ở bên công ty ha. Và nếu như lần đầu tiên anh chị xem kênh thì anh chị hãy cho em một nút like và bấm luôn nút subscribe bên cạnh để anh chị có thể nhận được những cái thông báo mới nhất khi mà anh Hiệp lên video nha anh chị. Bởi vì ngoài những video chia sẻ sản phẩm giới thiệu đến anh chị như vậy nè, thì trong kênh anh Hiệp còn có rất nhiều video chia sẻ về bất động sản, thì anh chị cứ vào kênh để xem, thì những video đó sẽ giúp anh chị mua bất động sản an toàn và hiệu quả hơn nhé. Thì tóm lại cái sản phẩm ngày hôm nay nó cũng chỉ có như vậy thôi. Cảm ơn anh chị đã quan tâm. Hẹn gặp lại anh chị ở những video sau. Tạm biệt.